Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành tình cảm cho chúng tôi. Và với cái không khí này, với cái tình yêu đó, thì tôi chỉ muốn nói và muốn hát tặng các bạn một câu thôi. Hát hả? Yeah. Mời anh, mời anh. Nếu em có yêu nói đi ngại gì. Dạ thưa quý vị khán giả, chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu dưới đây truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Aqua Blue Media thực hiện. Được không? Được à. Đó là anh rồi đó. Ok. Kính thưa quý vị, chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Hy vọng hôm nay lại có trai đẹp. Anh thì hy vọng rằng hôm nay sẽ có mấy nhỏ em gái dễ thương, cho nên anh phải bỏ mắt kiến ra. Trời ơi, mọi người vỗ tay được nữa. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Toàn là trai đẹp. Trai đẹp mà hát hay nha anh Nghĩa ơi. Ủa vậy hả? Ừ, thì em ơi, không biết bên nhà đó như thế nào mà em ca tụng quá. Còn bên đây anh đã nhìn ngó qua ba nhỏ em gái nhà anh rồi. Nhà anh được cái là không có cái gì ngoài cái chuyện là có nhan sắc hơn người hết trơn em. Ây da. Vậy là bên đó là gái sắc rồi. Yên tâm, bên em đã có trai tài. Rồi bây giờ ai muốn coi mặt đàn trai bên này vỗ tay cái nè. Vậy thì chần chờ gì nữa, mời xoay ghế lại. Quay lại cho bà con dòm ngó mình chút nào. Đó coi thử là đẹp cỡ nào. Thì qua để coi đi rồi thấy là mình nhan sắc mình đứng ở hàng thứ mấy thương nha. Rồi đi luôn. Không dám bén mảng tới đây mà. Ê cha, cái chiều dài bên này nó dài dữ hen. Dài ngắn cái gì em ơi. Đó, bây giờ thì ô cha. Quen chưa? Chào em. Đẹp chưa? Thì cũng dễ thương. Dạ, thưa quý vị khán giả, chúng ta đã gặp hai bên rồi. Ba cô gái rất xinh đẹp và hai chàng trai cũng khôi ngô tuấn tú. Vậy thì bây giờ, trước khi chúng ta để họ tìm hiểu nhau thì cần phải có một khoảng thời gian để chuẩn bị. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay thôi. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu. Ở cái phần đầu tiên này, chúng ta sẽ cho các bạn ấy tìm hiểu nhau, biết qua một chút về tính cách, sở thích, những ưu điểm, những nhược điểm của mình, để tìm hiểu nhau kỹ hơn trước khi chúng ta đến với những cái phần quan trọng tiếp theo. Đúng. Bây giờ vậy, có lẽ là nhờ hai chàng trai khôi ngô tuấn tú bên đây giới thiệu sơ nét về mình trước được không? Chàng trai số 1. Mình thì sinh năm 1988. Và hiện tại thì công việc đang là ca sĩ và nhạc sĩ. Và sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tiểu thiện quá được. Quá được. Một người bạn rất là trẻ trung, năng động, mạnh mẽ, có tâm hồn nghệ thuật. Yên tâm nha, nếu như mai gặp với anh chàng này thì sẽ không có lo gì vấn đề cuộc sống, kinh tế, anh ta lo được hết. Thôi bây giờ mình làm quen với bạn ở vị trí số 2 nào. Chào em. Công việc hiện tại của em thì là phục vụ cho nghệ thuật ạ. Cũng phục vụ cho nghệ thuật nghe ba đứa em. Em. Dạ. Tính cách của mình sao, mình giới thiệu cho mọi người biết luôn được không? Dạ, tính cách em thì ở ngoài thì chắc chắn mọi người khi mà tiếp xúc thì cảm thấy sẽ rất là vui. Cảm thấy, nói chung là em hay chọc vui mọi người lắm. Nhưng mà thực sự thì hay cũng hay sống nội tâm. Hướng nội nhiều hơn. Tại sao vậy? Tại vì bản thân mình đã cực khổ hay là những cái đã buồn rồi. Mình không muốn những người kế bên, những người thân mình yêu quý, họ phải lắng nghe những cái buồn của mình để họ buồn theo mình. Và em luôn muốn là người bên cạnh mình được vui á hả? Dạ, luôn muốn những người bên cạnh mình sẽ được vui, nên là em thích chọc mọi người vui. Dòng lại công số 1 chút xíu. Em có giống cái bạn số 2 này hay không? Đối với em thì bất cứ cái vấn đề nào thì nó cũng đều có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Cho nên là em rất là muốn chia sẻ những cái đó với lại những người xung quanh của mình. Nhưng mà không phải là chia sẻ là để than vãn, mà có nghĩa là để cùng nhau tìm hướng giải quyết và là cùng nhau đi. Đó. Anh nghĩ rằng hai em cũng có chênh lệch về tuổi tác một chút.
cho nên cái suy nghĩ nó cũng khác nhau. Hỏi thêm một xíu nữa thôi với anh bạn số 1, cái tính cách của em như thế nào? Em như là nước vậy đó. Như nước? Dạ, là có nghĩa là em rất là dễ thích nghi với lại cái môi trường, hoàn cảnh xung quanh mình. Và em thì bình thường là cũng rất là vui và thích là đùa. Nhưng mà lúc nào mà cái chuyện nào mà nghiêm túc công việc hay là gì đó thì em cũng thực sự rất là nghiêm túc. Em cũng lâu lâu hơi mơ mộng một chút xíu, cho nên là em cũng thích một người con gái mà có cái trí tưởng tượng cũng phong phú. Tức là nếu mà dùng từ trong nghề mình là hay feel đúng không? Dạ đúng rồi. Anh Nghĩa ơi, cho em hỏi ké chút với. Sao em? Dạ, cho em hỏi là anh số 1 là sinh năm mấy ta? 88. 88. Dạ, rồi. Dạ. Vậy thôi đó hả? Dạ. Vậy thôi. Bé út nhà phải vậy đó. Thấy cưng ha. Ừ. Rồi. Nè, nãy giờ là anh hỏi thăm hai đứa em bên đây. Giờ tới em, hỏi thăm ba nhỏ em của anh đi. Rồi, bây giờ mời bạn gái số 1 nè. Hiện tại em đang làm DJ và em 25 tuổi. DJ 25 mà cái mặt dòm như 15 vậy đó. Đúng rồi, mà rất là trẻ. Trẻ, rất trẻ, rất xinh nha. Nhìn rất là nóng bỏng nha. Đó, DJ thường là những cô gái rất là nóng bỏng. Rồi, mời cô em. Cá tính của em thì rất là mạnh mẽ. Và em là một người phụ nữ thích chia sẻ với lại bạn trai của mình. Yeah. Thấy là hơi hợp rồi đó. Rồi, mời bạn số 2. Em năm nay 23 tuổi và hiện tại thì em đang làm người mẫu. Và em là một người vui vẻ. Em rất thích nấu ăn, thích du lịch. Và đó là lý do mà em rất muốn trở thành một tiếp viên hàng không trong tương lai. Ồ. Em quan điểm về tình yêu của em là như thế nào? Em cũng không biết nói sao về quan điểm tình yêu của mình. Vậy thì nếu mà yêu chưa, đó giờ yêu chưa? Yêu rồi. Yêu rồi. Vậy thì một cái chàng trai mà trong cái tiêu chuẩn của em thì là sẽ như thế nào? Ấm áp, trưởng thành, vui vẻ, thông minh. Nãy giờ những cái gì em nói ra là hai ông bên đây có hết á. Khách hay nữa hả? Có luôn trời nha em. Ơi. Có luôn nha. Cái đó là chị bao cho em luôn nha. Thế nghe là khoan cho hỏi thêm. Cái này hơi tế nhị một tí. Em là người mẫu thì đương nhiên có một cái chiều cao nó vượt trội hơn Nam Thư rồi. Ủa sao? Vậy chứ em có đòi hỏi người bạn trai của mình phải có chiều cao hơn em hay không? Em không. Tại vì em thấy đàn ông á, họ khi họ thông minh á, họ trưởng thành ấy, cái sức hút của họ đối với em á, em không có quan trọng chiều cao hay là ngoại hình quá nhiều. Nói chung là cũng phải ưa nhìn. Hai ông này ông nào dòm cũng ưa hết trơn đó. Thế thì diệt luôn. Diệt thôi. Em là một cô gái miền Tây. Em đến từ Kiên Giang. Công việc hiện tại của em là bán cua. Bán cua hả em? Bán cua, con cua. Cua biển ở Kiên Giang á hả? Dạ con không. Cà Mau rồi vậy dạ, dạ, Cà Mau. À, cua Cà Mau. Bán cua đúng chưa? Đợi chị xíu nè, hai anh chàng. Bên này có bán cua, ở đây có ai thích ăn thịt cua không? Thực sự thì em cũng hơi thích ăn cua. Cũng rất thích ăn cua. Nhưng mà nếu mà bạn này nói như vậy thì em ơi, em không cần bắt cua đâu, em cua anh thôi được rồi. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao. Không cần bắt cua đâu, chỉ cần cua anh thôi là được rồi. Nói gì là sai. Lẽ ra em phải đi cua người ta mới đúng. Cua người ta đi em được ăn cua miễn phí. Dạ, hiểu không? Dạ không, anh nghĩ yên tâm, em mặc dày lắm em cua được. Mà đâu có phải là yêu không, mà sao vắng anh thì buồn. Sao thì em cua dính thì là ảnh sẽ cũng phải mua cua trả tiền thôi chứ em đâu có cho đâu. Rồi chưa, mình vô phần chính giới thiệu về mình chưa? Dạ. Rồi, em là nào? Người mẫu. Thật sự thì em không có kinh nghiệm trong tình yêu. Em dạ, tại vì em chưa biết yêu là cái gì. Chưa biết yêu đó giờ luôn. Em biết bạn số 3 thì cũng đã 4 năm nay rồi. Và mỗi lần em gặp á, lần nào hỏi chị ơi chị có bồ chưa, chế thì ai yêu. Suốt một câu đó suốt 4 năm trời. Bà có kể một mối tình hồi cấp đại hồi học. Đại học. Thì nói chung là cũng móm mém rồi, cũng gần tới rồi, nhưng mà cuối cùng lại đứt. Thế là từ đó rồi quyết định không yêu ai nữa. Không phải là em quyết định không yêu ai mà tại vì không ai yêu em. Em đáng yêu như thế kia anh không nghĩ rằng là bà không nói có người yêu em đâu là... Em nghĩ là chắc do ngoại hình của em nên là mọi người không thích thì phải. Nhưng mà đó là đặc thù của công việc người mẫu. Đúng.
người mẫu nhiều khi như vậy mới là đẹp, mặc trang phục vô mới là đẹp. Đúng. Theo em nghĩ thì thực sự thì nó cũng không quan trọng gì đâu. Thì quan trọng là do tính cách. Chị muốn đặt câu hỏi cho bạn số 2. Cái lý do mà mình chia tay, mình chấm dứt cái mối quan hệ trước là vì như thế nào? Tại vì quá trẻ con. Em muốn một mẫu người đàn ông thì như thế nào? Trưởng thành, thông minh và ấm áp. Em định nghĩa như thế nào là ấm áp? Theo em ấm áp là người đàn ông đó biết quan tâm, biết chăm sóc và biết chia sẻ. Cho em hỏi cô anh số 1 cái ạ. Anh số 1, anh có rất là nhiều mối tình thoáng qua. Thì em hỏi anh đã bao giờ quen ai nghiêm túc chưa ạ? Một người là quen nghiêm túc và quen lâu nhất. Nhưng mà cũng chỉ được 6 tháng thôi. Tại sao vậy? Nghiêm túc mà chỉ có 6 tháng thôi. Quen cái người đó mà mình cảm thấy mình không thể tiếp tục quen được nữa thì em chia tay. Tại vì cái quan niệm của em là thà không yêu còn hơn là yêu mà ở trong một cái mối quan hệ mà mình không cảm thấy thoải mái. Dạ, cho em xin phép được hỏi ba bạn nữ là đối với ba bạn thì quan điểm của bạn tình yêu là gì? Và sau khi kết thúc tình yêu, bạn nhận lại được điều gì? Em muốn là trong cái tình yêu đó là mình vui vẻ với nhau thôi. Nếu mà không còn yêu nữa thì mình vẫn có thể là bạn hoặc là một cái người nào đó gọi là tri kỷ. Quan điểm tình yêu của em thì nó cũng đơn giản. Đơn giản, ví dụ như nào? Ví dụ như là có những người người ta sẽ yêu bằng cảm xúc, có những người ta sẽ yêu bằng lý trí. Rồi. Em nghĩ là chắc là em sẽ yêu theo cảm xúc nhiều hơn. Đó. Bởi vì em cũng làm công việc nghệ thuật mà. Dạ. Theo em quan điểm tình yêu là tình yêu phải có nhiều màu sắc, là có tất cả những cảm xúc, có hỉ nộ ái ố, ghen tương, giận dữ. Dạ có hết. Chứ em không thích một cái tình yêu mà nó quá êm đềm dạ, sao? Dạ. Thường thường em thấy những cái tình yêu mà nó cứ hay cãi nhau, hay điên cuồng như thế thì lại bền vững. Thì thực sự thì khi mà em hỏi câu hỏi này, thực sự em muốn lắng nghe thử những cái ý kiến từ những bạn nữ. Còn quan điểm đối với em thì đối với em tự yêu nó thiêng liêng lắm. Đến em cũng trải qua được vài cuộc tình, nhưng mà đối với em thì bây giờ em không dám nói tự yêu. Tại vì tự yêu nó đối với em nó rất là quý giá và rất là thiêng liêng. Nhưng mà em nghĩ sau hôm nay thì anh sẽ dám nói từ đó đó. Anh vẫn chưa dám em mà, tại vì em sẽ làm cho anh dám nói từ đó. Trời ơi. Ôi. Một cô gái 23 tuổi, xinh đẹp, bản lĩnh, mạnh mẽ em nha. Thì em nãy cũng nói là em không dám nói, tại vì mình giữ cái chữ yêu đó cho cái người cuối cùng của bên cạnh mình. Đến khi đó em mới dám nói. Có một câu nói em thấy rất là hay. Phụ nữ thì luôn nhớ những gì đàn ông hứa, và đàn ông thì rất sợ những gì mà phụ nữ nhớ. Dạ, cái lời hứa, em cứ nhắc đi nhắc lại hai cái từ lời hứa. Thì chắc là có ai đó là thất hứa hoặc là làm không đúng lời hứa với em. Bản thân em. Bản thân em luôn là đó hả? Từ bản thân em. Nhưng mà bây giờ thì em còn như vậy hay không? Em còn thất hứa với người ta hay không? Em không dám hứa nữa. Anh số 2 ấy, lời hứa thì em nghĩ là có thể xây dựng lại. Và sau ngày hôm nay thì chắc chắn em sẽ xây dựng lại tất cả những gì mà anh cảm thấy thiếu thốn trong cuộc sống của mình. Trời ơi. Một lần nữa. Cô ấy đã mạnh mẽ thể hiện mình. Rồi, sẵn đây cho em hỏi bạn số 2 luôn. Là hình như nhỏ hơn em 1 tuổi rồi, em 25 tuổi. Tức là chế lớn hơn cưng 1 tuổi đó. Trời ơi, cái gì vậy? Thì lúc nãy chứ có nghe cưng nói là cưng hay chọc người khác cười á. Vậy bây giờ anh chọc cho em cười đi. Anh chọc cười em đi anh. Dạ. Em cũng dễ cười dạ. Chị số 3 cho anh nói. Vậy là cười rồi kìa. Cười ơi. Thành công cười rồi. Ủa đơn giản vậy thôi hả? Vậy thôi em. Em định hỏi là bài số 3 có ghét kiến không? Kiến lửa. Khi mà nó cắn mình á thì có nói chung là thích thì ghét. Thì từ từ. Vô vấn đề chính nè, thích thì ghét. Thì giả sử như nó cắn mình thì mình có thể cầm nó lên cắn lại chứ không có ghét. Vậy hả? Không có ghét nha. Không có ghét. Không ghét đúng không? Hả? Vậy cứ để em làm con kiến nha, tại vì sự ngọt ngào của chị cứ thu hút em hoài. Hay là ăn kiến vàng này cũng được. Ăn kiến vàng cũng được. Trời ơi. Thôi nó nghe là phải đến đây nói chuyện chút xíu đi thiệt á. Nè nãy giờ anh nói thiệt luôn, ba cô gái công nhận không? Ba tính cách hoàn toàn khác nhau. Mà điều quan trọng nữa là ba nhỏ em của anh, đứa nào cũng đẹp hết em ư thiệt. Bây giờ sao? Sau khi mà nghe trao đổi nói chuyện thì ba em cảm giác như nào? Thực ra thì cũng chưa được trò chuyện với anh số 1 quá nhiều. Em muốn hỏi về anh số 1 không? Em có quyền hỏi mà cưng.
Anh số 1 có cái sở thích là muốn cùng người yêu đi khám phá chân trời. Thì em nghĩ rằng sau này á, khi mà em trở thành tiếp viên hàng không á, em đi được nhiều nơi á, rồi sau đó em sẽ cùng anh đi khám phá những cái điều mới mẻ trong cuộc sống được không? Thế là em được đi khám phá hai lần, một lần là đi nhưng mà hai cảm xúc nó khác nhau. Em muốn người yêu nấu cho ăn và dẫn đi Ý trong dịp Giáng sinh. Cái lý do tại sao em lại muốn cái điều như vậy? Bản thân em á, sống rất là hướng nội, như là sống rất thiên về gia đình. Và nhưng mà em lại rất thích những điều ngọt ngào. Rome là một thành phố rất là lãng mạn của tình yêu. Và em thích cái mùa Giáng sinh, cái thời tiết nó rất là dễ chịu. Và được nắm tay người yêu đi dưới cái... Nói thì hơi xến nhưng mà thực ra là được nắm tay người yêu mà đi dưới cái bầu trời cũng như không khí ở đó thì em cảm thấy rất là vui. Và em rất thích ăn pizza và uống rượu vang đỏ ở đó. Cũng chưa hỏi bạn nữ số 1 thì mình có xem qua ban tổ chức đưa những cái thông tin thì trong đây có là việc bạn vì hoàn cảnh gia đình nên từ nhỏ đã có tính tự lập. Mình cũng là một người như vậy thì không biết bạn đã trải qua những gì thì bạn có thể chia sẻ được không? Em tự lập từ khi em 8 tuổi. 8 tuổi à? Dạ. Tự lập. Em biết kiếm tiền từ lúc em 8 tuổi. Em làm gì ở cái độ tuổi đó? Em đi bưng bê và ở gần nhà thôi. Và có làm cái chả cá thác lát đó, để dành tiền đi học và cái tiền còn dư lại thì cho mẹ. Giỏi quá. Mới 8 tuổi thôi. Dạ. Sau đó thì em lên Sài Gòn 10 tuổi thì em cũng... Ủa, vậy là em là người ở đâu? Em là người ở miền Tây. 10 tuổi lên Sài Gòn ở sống... gia đình người quen hay sao em? Em sống với chị gái nhưng mà em cũng đi làm. Cũng vừa đi làm vừa đi học, phụ giúp gia đình đến bây giờ luôn, vẫn vậy. Số tiền mà em có được từ công việc đó là khoảng bao nhiêu? Em nhớ hồi đó là... Một ngày em kiếm được 5.000. 5.000 một ngày? Dạ. Có thể hỏi sâu thêm một tí là gia đình em lúc đó hoàn cảnh như thế nào mà để em phải ra đời sớm như thế? Gia đình em cũng không có phải là giàu có, thì gia đình rất là khó khăn. Em đi học em không có được mặc đồ đẹp, mặc đồ cũ. Và những cái sách em đi học đó đều là sách cũ, sách cách hết. Và em nhớ là cái người hàng xóm đó họ rất là xem thường gia đình của em. Và đến cái giai đoạn nào thì em vượt qua được tất cả những cái khó khăn đó? Tới năm em 16 tuổi thì em học xong. Lúc đó em mới quyết định là mình phải chọn cái nghề. Thì sau đó em làm được đi học và đi ra đi làm được 3 năm. Thì sau đó em thành công trong cái sự nghiệp của em. Cả một quá trình từ 8 tuổi cho đến khi trưởng thành để có thể vượt qua cái sự nghèo khó để có thể quay trở lại giúp đỡ gia đình mình ngày hôm nay là một cái điều không dễ dàng với một cô gái. Cảm ơn các em rất là nhiều. Chúng ta đã có một cái giai đoạn tìm hiểu nhau khá kỹ và anh nghĩ rằng cái khoảng thời gian này đủ để chúng ta hiểu về nhau một ít nha. Bây giờ thì hai chàng trai sẽ hội ý với nhau, sau đó sẽ đưa ra một quyết định chọn ra một cô gái mà theo hai bạn là ít phù hợp với mình nhất. Đúng vậy. Mời hai chàng trai. Quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu. Mà em nói thiệt luôn á, bây giờ sao đừng có để ai phải ra về ai không? Chia tay cũng đáng tiếc hết trơn trời đó. Xin mời hai chàng trai quay lại nào. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình nha. Xin mời. Mời các bạn. Gu với ạ, gu của anh với em giống nhau, là cũng đều thích những người con gái mà em đơn chân thật đơn giản một chút. Anh cũng có cái cảm nhận là như vậy. Như bạn em vẫn còn rất là mơ mộng. Bạn vẫn còn mơ mộng về những cái mà bạn ấy thấy có thể là. Rồi. Tại vì anh em mình trải qua nhiều lắm rồi, mình biết được cái sự mơ mộng đó thường thì rất hiếm, rất là khó. Wow, cao dữ hơn, vô đây đi cưng.
những sải chân đầy kiêu hãnh em đứng đây được không? Hả? Trời đất mẹ ơi. Lên chị Bụt Như là không bằng nữa. Không bằng luôn á. Xuống đây cưng. Hôm nay gặp gỡ bạn ấy một tí đúng không? À, đây là cô gái mà hai bạn đã lựa chọn và nghĩ rằng ít có những điểm phù hợp với mình nhất. Em bây giờ giới thiệu về mình đây nè. À, em tên Nguyễn Oanh. Em là người mẫu. Em là người mẫu. Dạ. Yeah. Và chúng ta thấy rằng đúng chuẩn của một người mẫu là như thế. Hôm nay mình chưa tìm được một mảnh ghép thật sự của mình. Bình thường vậy. Mình sẽ tìm được một mảnh ghép này dành cho mình ở một nơi khác đúng không em? Và anh chúc cho em sẽ sớm có được cái người mà phù hợp với em. Dạ. Cũng như là cái công việc của em ngày càng phát triển tốt đẹp. Dạ. Em sẽ thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một tiếp viên hàng không và đi đây đi đó đúng như sở thích của mình em nha. Dạ, dạ. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người. Hai chàng trai đưa cô ấy một đoạn đường nào. Dạ, cảm ơn anh. Thế như là một vậy, mảnh ghép đã chia tay với chúng ta rồi. Đúng rồi, một mảnh ghép đã chia tay. À, và bây giờ còn lại hai cô gái và hai chàng trai. Chúng ta sẽ đến với một cái phần nữa mà cái phần này nó sẽ rất là thú vị. Đúng bởi rồi vì, chúng ta sẽ được lắng nghe những cái lời chia sẻ, thậm chí là những cái lời kể tội. Chính xác. Từ những người thân của hai chàng trai. Đó là phần Thuyết Phục. Và bây giờ sẽ là một phần rất là thú vị, đó là thuyết phục. Đồ. Chúng ta sẽ gặp gỡ với người thân của hai chàng trai này nha. Xin mời người thân của hai chàng trai. Wow. Mời cưng. Mời em. Mời em. Giới thiệu xíu về mình coi nè. Em là người thân của ai? Chàng trai số 1 hay số 2? Dạ, xin chào anh Đại Nghĩa và xin chào chị Nam Thư và chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Huy và em là em trai kết nghĩa của chàng trai số 1 ạ. Em trai dạ. Kết nghĩa, còn em? Em. Dạ, em chào anh Nghĩa, em chào chị Thư và chào tất cả mọi người ạ. Em là Khoa Nguyễn, mọi người có thể gọi em là Lúp. Bình tĩnh, đừng rung, không có gì phải rung cả. Hai cái tay kìa bấu nhau bẻ. Đừng rung, bình tĩnh. Lội ngón luôn kìa. Em là người thân của chàng trai số 2. Dạ, đúng rồi. Em với bạn với chàng trai số 2 là chơi với nhau khoảng 7 năm. 7 năm, ồ, vậy là lâu. Dạ thì bây giờ nè, em hãy nói một chút về người bạn số 2 của em đi. Những gì mà em biết về anh ta. Em hãy nói làm sao để cho hai cô gái này nghĩ rằng bạn của em là một người đàn ông tuyệt vời. Đúng. Ok, đầu tiên á, mình nói về bản thân số 2. Bạn số 2 á, là nếu mà nói về bạn là một người đàn ông tự lập, biết yêu thương gia đình. Bạn số 2 có một khoảng thời gian là bỏ đi đam mê của mình để làm công việc để giúp đỡ gia đình. Sau khoảng 3 năm thì bạn số 2 mới cảm thấy là cái nhiệm vụ đó xong rồi. Bây giờ bạn ấy mới quay trở lại với cái đam mê của mình bây giờ. Bây giờ bạn ấy có nhà riêng hay gì chưa? Dạ đã có, đã tự mua nhà. Tự mua nhà luôn, 24 tuổi đã tự mua nhà được luôn, quá giỏi. Số 2 chỉ cần một cái chỗ dựa tinh thần thôi. À. Dạ. Thế em nghĩ là gì? Mà hình như hồi nãy số 2 nói là không muốn chia sẻ mấy cái mà nỗi buồn, mấy cái đúng mà... Đúng rồi. Ấy thì làm sao mà có chỗ dựa tinh thần được? Cua tôi đi, tôi mới biết trời. Cua tôi đi, cua tôi đi, cua tôi đi. Tại vì á, cái cuộc tình... trước á, của chàng trai số 2 hơi buồn. Nên là chắc... chưa có... mở được đúng không? Chưa thực sự cởi mở được mình rồi đúng không? Dạ. Thế còn em, anh kết nghĩa của em như thế nào? Anh chàng số 1 được mọi người nhận xét chung. Đây mọi người nhé, trước khi đến em. Anh ấy là một người rất là hòa đồng và rất là vui tính. Đặc biệt hơn nữa là trong tất cả những mối quan hệ hàng ngày ấy, thì anh ấy là một người yêu trẻ con, yêu động vật. Và anh ấy là một người rất là giàu tình cảm. Đặc biệt hơn nữa là do là anh ấy là con một, thế nên là anh vẫn rất là thích trẻ con. Cái sự bao bọc của mẹ anh ấy rất là đầy đủ cho anh ấy, nhưng mà anh ấy vẫn muốn ra sống tự lập riêng. Từ lúc mà anh ấy ra ấy, thì anh ấy cũng đã có những cái thành công nhất định. Đúng. Anh ấy đã có nhà, có xe riêng. Nhưng mà có một điều ấy là lúc mà anh em nói chuyện với nhau ấy, em với anh ấy mới đùa với nhau ấy, thì em mới nói là bây giờ anh có nhà, có xe rồi mà anh lúc nào chỉ có một mình thế này, anh không có buồn à? xe cây có cái yên như đây vậy? Không biết chở đủ không? Lúc
nào anh ấy cũng rủ anh em qua nhà để cho vui, bởi vì anh ấy ở một mình. Thì em mới trêu anh ấy là nếu mà sau chương trình này ấy, anh mà về mà anh có gấu ấy thì anh em đỡ phải qua nhà anh nhiều hơn. Anh có thời gian riêng tư hơn đấy. Nãy giờ là mình nói về gọi là cái sự phấn đấu trong cuộc sống của bạn số 2 rồi. Thì bây giờ mình nói một tí xíu về cái khuyết điểm, ví dụ như là hoặc là cái tật xấu. Mình nói về cái tật xấu mà vui vui trước đi. Thực ra là bạn số 2 bạn cũng không có nhiều tật xấu lắm. Còn nếu mà đã xấu thì xấu lắm luôn. Cái gì xấu lắm? Là xấu lắm là cái gì cơ? Ở nhà thì hơi bề bộn một tí. Phòng tôi luôn sạch nha. Rồi cái thứ hai là rất là hay trễ giờ. Bạn thân 7 năm của em hả? Em chắc không? Ngộ lắm. Đi làm thì rất là đúng giờ. Ngộ ha. Rồi đi chơi với bạn gái có trễ giờ không em? À đi chơi bạn gái chắc là không á. Theo em thấy là chưa đó. Ê chá. Ê chá. Thì là cái trường hợp này là đặt bạn gái lên trên bạn bình thường rồi. Đi với bạn bình thường hẹn luôn. Mày đợi đi. Mày đợi đi. Chừng nào tao muốn ra tao ra. Đi bạn gái là đúng giờ. Rồi bây giờ hai cô gái có câu hỏi gì đặt cho hai người thân này hay không? Anh số 2 là tật xấu mà xấu dữ lắm là xấu làm sao ta? Ngáy hơi to. Ngáy hơi to. Rồi cái này em chị được. Yeah. Ngáy đâu. Mày biết rồi. Cái đó là nói vậy thôi chứ không có phải là cái điều để mình phải quá bận tâm đúng không? Không phải là điều để mình quá quan ngại. Anh số 2 đó. Tại vì anh nói anh ở dơ. Anh bê bối. Anh không ở dơ. Anh không ở dơ đúng không? À không ở dơ hả? Rất là sạch đúng không? Sạch và thơm. Sạch và thơm. Sạch và thơm. Nên anh đứng gần anh có biết. Đẹp trai, xấu muối, sạch thơm. Với lại là cho em hỏi là cái anh số 2 đó anh ngủ anh có gác không? Trời ôm thôi em ơi, anh không gác đâu, anh ôm thôi. Anh em làm mệt quá thì ngủ cũng say lắm. Chỉ khi mà hơi ngáy nhẹ thì mới... Ngáy nhẹ. Hai cái bạn số 1, số 2 đó có bị có cái tật mà run đùi không? Cái đấy thì thực ra là những cái tiểu tiết nhỏ chả ai kiểu ngồi với nhau kiểu ngồi soi xuống dưới này nên mình cũng không để ý lắm. Ôi giời, cái chuyện run đùi là cái chuyện rất là bình thường. Me too. Yeah, đấy, run này. Kiểu mà đi diễn mà run thì mới mệt. Dạ, tại vì em kiểu mà nhìn đi chơi hay là cái gì mà thấy người đàn thấy một người con trai hoặc là người đàn ông mà kiểu run 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 đùi là em cứ thấy kiểu như là nhìn thấy mà ghét kiểu vậy á. Quá. Chị Thư nghĩ là trao đổi nhiêu đó, mình khai thác nhiêu đó là đủ hiểu về hai chàng trai như thế nào rồi. Và bây giờ sự quyết định sẽ nằm ở các cô gái. Các bạn sẽ chọn ra người mà các bạn cảm thấy là không phù hợp với mình lắm. Hai bạn sẽ quay ghế lại và hội ý cùng với nhau nha. Xin mời. Dạ thưa quý vị khán giả, khi hai cô gái ấy đang hội ý cùng với nhau để đưa ra quyết định của mình thì chúng ta cùng nghỉ giải lao trong giây lát nha. Khán giả đã quay trở lại với Mảnh Ghép Tình Yêu. Và ngay bây giờ thì hai cô gái cũng sẽ quay trở lại với chúng ta. Mời em. Nãy giờ quý vị biết không, Đại Nghĩa với Nam Thư chờ đợi mỏi mòn luôn đó. Rồi bây giờ nè, quan trọng bây giờ cánh cửa này mở ra và chàng trai nào sẽ là một trong hai người mà cô gái chọn. Chàng trai nào đứng sau cánh cửa này có nghĩa là chàng trai ấy hai cô gái nghĩ rằng ít phù hợp với mình. Đâu. Nhất. Chuẩn bị. 1 2 3 mở cửa đi nào. Biên chế, tại vì chế rất là yêu rất là ít nên là mình không thể nào có kinh nghiệm được. Em thì em cũng thích đều thích hai người. Nhưng mà em cũng đang rất là phân vân không biết chọn ai. Ra đi em. Ủa là sao anh Nghĩa? Chờ anh xíu. Anh lên kiểm tra coi, kiểm tra coi. Có nào ngất xỉu nghe, nó là không phù hợp ngất xỉu trong đó luôn không? Có không anh? Có hai ông camera ngồi trống thôi à. Ủa vậy là sao? Như vậy đồng nghĩa gì là hai cô gái không có chọn ai cả đúng không? Dạ. Có nghĩa là không một chàng trai nào sẽ phải rời khỏi chương trình ở cái phần này hết cả. Trời ơi, lần đầu tiên trong Mảnh Ghép Tình Yêu. Tức là bây giờ nếu như vậy đồng nghĩa gì là hai chàng trai sẽ ở lại. Tức là bây giờ hai em tranh luận nhau đã đời rồi cuối cùng không có chọn ai hết hả? Thật sự là em thích hai người luôn. Bé Út. Em sao cưng? Khi mà mình không biết được họ có thích mình không, cả hai người, thì em không thể nào đưa ra lựa chọn là em chọn bạn số 1, số 2 đi về hoặc là ngược lại. Thì em sẽ tìm hiểu ai mà thích em thì em sẽ đáp lại.
cái phần tiếp theo của chúng ta sẽ cực kỳ khó khăn đây. Đúng rồi. Bây giờ anh muốn gặp gỡ hai cái ông thần bên kia để coi coi cái cảm xúc của ông như thế nào. Đúng, nha. Đúng, 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 đúng. Mời hai chàng trai của chúng ta quay lại nào. Thì cảm xúc hai bạn như thế nào khi nghe hai cô gái bên này chia sẻ như vậy? Thực sự thì đối với em thì cái cảm xúc lúc này em không biết tại sao nữa, nhưng mà em cảm thấy rất là vui. Em cảm giác như là một trong hai cô gái này là em đã gặp một người rồi. Và hình như là đã từng đi chơi với lại nhau luôn rồi. Em chưa chắc 100%, nhưng mà em nghĩ là nhau em rất là mình... muốn thấy cô ấy để xem có phải là đúng như vậy không. Tuy nhiên dòm thấy em phát hiện ra cái cô này là một cái mối tình thoáng qua. Chắc vui lắm luôn á. Thì cũng muốn được thấy bà chế hồi nãy. Thấy bà chế nãy? Chưa được thấy đâu. Chưa được thấy bà chế. Coi nhan sắc bà bán cua làm sao chứ. Cũng thường chứ thôi. Chứ bà dễ thương quá, tính tình bà dễ thương. Dễ thương quá Dễ thương quá Thưa quý vị, đây là một cái điều rất đặc biệt. Lần đầu tiên của chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu có cái sự kiện này xảy ra. Và nó làm chúng tôi cũng hơi khó xử. Nó bởi vì nó khác so với cái chương trình của chúng ta từ nào đến bây giờ. Nhưng mà thật ra nó cũng lại mang đến cái điều thú vị. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 3, đó là rung động. Đây là phần thứ 3, phần rung động. Những chàng trai và cô gái ở đây sẽ được tiếp xúc với nhau. Tiếp xúc như thế nào là tùy các bạn gọi là hỏi ý kiến nhau. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi chàng trai số 1 trước đi ha. Hỏi các cô gái trước đi. Đúng rồi, đúng rồi. Gái mà phải để cho người ta được ưu tiên chứ. Em số 1, bây giờ em muốn được tiếp xúc với chàng trai số mấy trước nè? Em muốn tiếp xúc với lại chàng trai số 1 chứ. Số 1 trước. Thế còn em số 2, số 3? Số 2 đi, tại vì số 2 nãy nói muốn coi bà chế gì đó nên là... À vậy hả? Rồi. Mời em tiến về phía trước. Bước lên đi cưng. Đây, em cũng thế. Rồi, mời hai bạn. Hồi hộp quá. Rồi, bắt đầu. Tay của người ta. Tại gì vậy? Ủa sao nãy nói anh tới 1m8 luôn mà. Không, nổ, anh có 1m71 rồi. Sẽ lưng lại, em muốn coi lưng của anh được không? Rồi, đừng có ôm nha. Bình thường người ta nói là lưng đàn ông mà lưng dài là biến rồi. Em muốn đo thử cái lưng của anh là mấy gan. Trời ơi, nó đo luôn. Rồi, đủ chưa? Đây chị, đây nè, bước tới gặp bà chế kìa. Em muốn chạm vào cô ấy ở đâu? Dạ chế cho em chạm đâu em chạm đó. Em sẽ cái gì đó ta, đứng bên này rồi em câu cái tay gì nè. À câu quắp tay thôi, chỉ cần quắp tay vô đúng không? Quắp tay với nhóm chị, quắp tay em vậy phải không? Dạ đúng. À muốn kiểm tra con chuột không? Chuột bự lắm. Thôi bự nhỏ em có thể nuôi lên được to. Chế xuất sắc nha. Sao cưng cưng quá vậy nè. Tới chế. Trời ơi. Sao cưng cưng thiệt luôn đó. Chế cảm nhận được cưng cưng lắm luôn á. Thế ai đi tìm đừng yêu mà. Thưa quý vị, như vậy là họ đã chạm vào nhau. Cái tần số rung động có sự chênh lệch ít hay nhiều thì ngay bây giờ chúng ta sẽ mời họ về chỗ trước, sau đó mình sẽ công bố cho tất cả mọi người biết nha. Rồi anh Nghĩa đưa hai chàng trai về đi, em đưa hai cô gái về. Bây giờ thì Đại Nghĩa sẽ nói về nhịp tim của anh chàng số 1 này nè. Khi chạm vào gương mặt, vào đôi môi của cô gái số 1 bên kia
Thì trước khi chạm á, thì nhịp tim của anh ta là 66. Và sau khi chạm vào gương mặt, đôi môi của cô gái thì nhịp tim có tăng và tăng lên thành 67. Như vậy là cũng đã tăng rồi, cũng có sự xúc động nhẹ vậy. Còn anh bạn số 2 này, trước khi chạm vào hai cô gái thì nhịp tim của anh ta là 63. Và một cái điều cũng rất là đặc biệt, khá là bất ngờ, khi chạm vào bạn số 3 rồi chạm vào bạn số 1, nhịp tim không thay đổi là 71. Wow, từ 63 lên 71 dành cho cả hai cô gái. Còn ở phía của bên Nam Thư thì cô gái số 3 trước và sau khi tiếp xúc với chàng trai đó là 76, không thay đổi, không di dịch gì hết. Bà đã nói rồi, bà không có rung. Không rung gì hết. Ông nội bên kia rung chứ bà không rung. Còn cô gái số 1 sau khi tiếp xúc với anh chàng số 1 đó, nhịp tim ban đầu của cô ấy là 64. Sau khi tiếp xúc anh số 1 thì lên tới 117. Trời. Ghê chưa? Cái cảm xúc có cảm giác giống như là vỡ òa đó Thư. Vỡ òa, nhưng kết quả với anh chàng số 2 còn bất ngờ hơn nữa. Sau khi tiếp xúc với anh chàng số 2 xong thì nhịp tim của cô gái số 1 là 57. Xuất sắc. Thật sự là sao nó bị tưởng smooth một cách lạ thường. Em cũng không hiểu nữa anh nghĩ à. Sao người em? Thì quá cao còn người thì quá thấp. Bây giờ nè, quan trọng là bây giờ nè, tính sao nè. Tính sao nữa, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần cuối cùng của chúng ta. Rồi sao? Không biết tính sao luôn. Thôi thì bây giờ mình cứ đến đi rồi mình sẽ biết nha. Mời quý vị khán giả đến với phần cuối cùng, phần quyết định. Đây là phần quyết định. Những chàng trai và cô gái của chúng ta sẽ gặp nhau và họ có quyết định đến với nhau hay không. Tất cả còn nằm trong vòng bí mật, không biết được họ đang nghĩ gì. Xin mời chiếc ghế số 3 quay lại nào. Mời chàng trai số 2 quay lại nào. Sao cưng? Mới nhìn thấy anh ta, cái gương mặt em giờ là sao? Dạ, bạn chị rất là xinh. Cảm thấy rất là xinh và cảm thấy rất là bất ngờ. Ồ, sao mà xinh thế? Xinh thôi sao? Một gương mặt sắc lạnh, xinh thôi sao? Ý là phải khen người ta đẹp nữa. Dạ, đẹp, dạ, bán cua hay. Quá hay, quá tuyệt vời, quá duyên. Thấy bé đó khen mà. Rồi thôi cầm đi. Ừ, đó. Nè, đây. Bây giờ về nè, hai bạn quay lưng lại với nhau. Dạ. Đó, nha. Đó. Em có được quyền hỏi trước vài câu không ta? À, em muốn hỏi gì nào? Ủa, cưng ơi, cưng có thích chế không vậy? Trời đất ơi. Trời đất ơi. Ta hỏi kìa. Thực sự thì em rất là thích. Tại vì chị rất là duyên. Rồi, rồi, nghe tới đó được rồi, rất là thích. Trời ơi, cái bài này nó thú vị quá. Đúng rồi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chế thứ ba thì dễ thương quá rồi. Thực sự cây thì nghĩ là cây muốn làm bạn hơn là làm tình yêu. Đây có chị. Em đâu có khóc đâu. À, phải nói là có thể cho em mượn lại cái đồng hồ đo được không ạ? Tại sao vậy? Em muốn đo lại sao tự nhiên tim em rung quá. Ủa, nó đập mạnh hơn lúc nãy chứ là. À, hồi nãy á, thì là mình rất là thoải mái. Dạ. Không có rung. Nhưng mà bây giờ thì mình lại cảm giác trái tim mình nó có cái gì đó hơi thổn thức. Tại vì á, em á, là kiểu mà đó giờ là yêu ít lắm. Nên là khi mà em thích ai là em. Cô gái miền Tây chân chất thật thà, có sao nói vậy và cực kỳ duyên dáng.
Cao Ngân. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều nha. Cảm ơn em, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn anh chị. Rồi, bây giờ thì thôi, không có ai đưa tay em. Đây, anh chị đưa em. Anh chị sẽ đưa em về. Đi. Nha. Đi. Bye bé Ngân. Dạ. Bye bye em. Thôi, chúng ta cũng mong rằng bạn ấy sẽ gặp được những điều tốt đẹp ở ngoài kia. Sẽ có một ai đó thật sự phù hợp với bạn ấy đang chờ đợi, Cao Ngân. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ hỏi xem ý kiến của cô nàng số 1 này như thế nào nha. Xin mời bạn gái số 1 quay ghế lại nè. Ở đây bạn gái số 1 của chúng ta sẽ có quyền lựa chọn. Bởi vì còn thứ hai chàng trai, một cái điều nó ngược lại một tí so với mảnh ghép tình yêu từ nào tới bây giờ. Nhưng đây là một cái điều may mắn cho em. Giữa hai chàng trai mà em đã từng nói chuyện, thậm chí từng tiếp xúc trước đó, thì bây giờ em chỉ được chọn một. Một trong hai người này là người mà em sẽ đến với cái phần quyết định. Em hãy suy nghĩ thật kỹ. Em muốn đến với cái phần quyết định chàng trai số 1 hay số 2? Vậy thì cho em chọn cái chàng trai mà ảo ảo hồi nãy đi, nói mét mấy đó. Trời ơi, lùa gì, mét mấy đâu, ốm quá trời. Đầu cơ bắp không đó. Cơ bắp hả anh? Tại nãy em sợ em đo là em thấy toàn là ra dao râm đồ không phải chất gì trơn. Trời ơi, nhưng mà là xương xương á anh. Thằng bé nó tập tạ quá trời, muối cuồn cuộn như vậy mà kêu. Vậy thì bây giờ chàng trai số 1 là người em không quyết định, đúng không? Em sẽ được gặp chàng trai số 1. Bây giờ em muốn gặp chàng trai số 1 để biết người đó là ai. Có phải là mình đã biết trước anh đó rồi, đã từng gặp hay là không? Xin mời chàng trai số 1 quay ghế lại nào. Xin mời hai bạn tiến lên sân khấu. Trung quá. Hello em. Anh khỏe không? Anh khỏe, lâu ngày không gặp lại, hình như em xinh hơn trước đúng không nhỉ? Thật sự thì nãy giờ ngồi thì không có nhận ra cái giọng của anh. Không nhận ra giọng của anh à? Dạ. Cái đến cái lúc mà anh nói là anh hình như có gặp, có quen quen á, thì em cũng nhớ lại thì ra là chắc là anh. Đúng rồi, anh cũng thấy có một cái gì đó nó ngờ ngờ. Trước đây hai bạn quen nhau như thế nào? Hai đứa đi diễn chung với nhau. Công việc ạ? Tại sao bỏ qua một cô gái xinh đẹp như thế kia? Đúng rồi. Lúc đấy thì bạn này lại có bạn trai. Vậy nếu như bây giờ bạn ấy đang không có bạn trai, thì em nghĩ rằng em có muốn tấn công hay không? Em cũng chưa có bạn gái. Thì thế thì tại sao, đúng không? Bây giờ tiếc là ở chương trình hôm nay thì em không phải là người mà bạn ấy chọn để đến phần quyết định. Nhưng mà sau đó khi kết thúc chương trình, em có thể làm điều gì em muốn? Dạ vâng. Đập chậu em. Cảm ơn em số 1 nha. Bây giờ em có thể về vị trí của mình trước. Có thể cho em ôm anh Tùng okay. Cả Dạ thưa quý vị, có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với anh chàng rồi phải không ạ? Một tràng pháo tay dành cho ca nhạc sĩ Hoàng Tôn. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay nha. Cảm ơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt em. Em còn rung không? Bây giờ là biết mặt ông số 2 nè. Rung. Đó, rung đúng không? Rồi, bước lên đây. Đó. Quay mặt lại. Rồi, cho hỏi thăm xíu. Tại sao nãy nhịp tim tuột xuống còn năm mấy vậy? Vui quá, tuột luôn. Tuột máu luôn đó hả? Dạ, đúng rồi. Rồi, bây giờ rớt em sẽ còn anh. Tuột nữa nè. Nha. Đẹp trai, đẹp bảo trai. Đảm luôn. Thiệt nha. Không anh? Thiệt. Hợp với em. Xíu đi. Hợp với em luôn, xứng luôn. Xứng. Mời với anh, mời chưa? Xin mời, chàng trai số 2. Mời em lên đây. Quay lại nha. 1, 2, 3. Trời ơi, hai đứa nó xấu quá à. Nói chuyện đi, hai đứa nói chuyện nhau đi. Gì vậy? Wow. Hãy chơi người ta ốm. Trời ơi, trời ơi. Kỳ
cái gì vậy ta? Hình ảnh em ơi, quay lại đi, quay lại nói chuyện với người ta đi. Hồi nãy em rất là sợ, tại vì không biết là bấm chọn anh rồi mà không biết là anh có chọn em là không. Anh nghĩ như vậy nè, duyên mà, duyên nó tự đến thì nó sẽ đến, và khi mà duyên đi thì nó sẽ tự đi. Quan trọng là thế giới to như thế này mà hai đứa mình đã gặp được nhau là vui rồi. Trời ơi. Em giờ dòm thấy anh ta rồi đó, còn chê anh ta ốm nữa không? Đúng rồi. Nhìn rất là bén bén. Bén bén. Có muốn gì, muốn hỏi gì anh ta nữa không? Rất là đẹp trai. Ôi dễ thương quá. Thôi bây giờ không nói nữa, hai đứa quay lại đi, quay lại đi. Quay lưng lại nhau, quay lưng đi lại. Giống như trời xanh một cặp rồi đó. Đúng rồi. Đó. Nè, em tiến lùi đây một xíu. Anh xin mạng phép anh để cái áo này ra nha. Khán giả ai ship vô cặp này vỗ tay cái nè. Sau 3 tiếng đếm, nếu như các bạn quay lại trao cho nhau cành hoa hồng thì chúng tôi sẽ chúc mừng cho các bạn. Và nếu như các bạn nghĩ rằng đây chưa phải là mảnh ghép của mình thì các bạn có thể tiến thẳng về phía trước. 1 2 đoán được là như vậy. Thế sao em vẫn quay lại? Thì em hy vọng thôi. Thì nếu như mà anh ấy hy vọng là anh ấy sẽ quay lại, nhưng mà anh ấy không có quay lại. Và anh rất tiếc rằng hôm nay em đi về một mình. Nhưng mà anh nghĩ rằng khi mà chương trình chúng ta phát sóng, với những gì em đã chia sẻ với một cô gái như em, thì em sẽ rất sớm, rất nhanh chóng tìm được một mảnh ghép cho mình nha. Dạ, em cũng hy vọng như vậy. Cảm ơn Oxy rất là nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn cưng. Anh thường hay ngồi mơ rồi vẽ lên ngôi nhà, và phía đằng sau là khu vườn hoa. Giờ có thưa quý vị, mảnh ghép tình yêu là như thế. Có những mảnh ghép người ngoài nhìn vào mình cảm thấy rất là khớp, nhưng mà bản thân họ sẽ tự nhận thấy rằng đó có phải là cái mảnh ghép mà họ thật sự đang đi tìm kiếm hay không. Hy vọng rằng lần sau cái tập phát sóng tiếp theo, chúng ta sẽ kết nối được những trái tim còn đang chưa tìm được một cái nhịp đập chung nào đó của mình. Và chương trình Mảnh ghép tình yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Aqua Bloom Media thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.